đầu có tập nha, con cứ chạy xe không? Để thánh chạy thử được không con? Vậy cho thánh chạy thử nha. Chạy gì đó con? Đi.
đây nha. Biết nhớ lần đợt này con phải đi ra con đang ra đường con ra con. Mà đổ mũ hiểm khi chúng ta phải an toàn bản thân mình nha và mọi người nha. Rồi ta đi đây.